Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng dâng thánh lễ cầu cho các gia đình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo lập gia đình để trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Xin ban cho hết mọi gia đình biết noi gương thánh gia thất để lại, mà ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái, hầu được chung hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người, vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của người. Đó là lời Chúa. Sự Thiên Chúa và bạn nào ăn ở theo đường lối của người, vung tay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa và bạn nào ăn ở theo đường lối của người, vung bạn nào ăn ở theo đường lối của người, công của tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn đường hạnh phúc và sẽ gặp may. Vung tay những bạn trong gia thất nội cung nhà bạn,
cho bạn nhớ những trời non của khóm ô liu. Ở chung quanh bàn ăn của bạn, đó là phúc lộc dành để cho người biên tôn chờ đứng. Bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem, hết mọi ngày trong cả đời sống của bạn, để bạn nhìn thấy lũ trâu và đàn. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Các bạn trẻ rất thân mến, muốn thắp sáng gia đình bằng tình Giêsu thì hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Trước hết xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện ở trong đời thường. Có một thương gia có hai người con trai sinh đôi. Hai anh em cùng làm việc ở tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời thì họ thay ông trông coi cái cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để cái tờ giấy bạc ở trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại thì tờ giấy bạc biến mất. Người em hỏi người anh là: anh có thấy cái tờ giấy bạc ở đâu không? Người anh đáp: không. Tuy vậy người em vẫn không ngừng tìm kiếm và gạn hỏi: tờ giấy bạc không có cánh, làm sao mà nó có thể bay đi được? Chắc chắn là anh phải thấy nó. Khi người em nói như thế thì có vẻ như là buộc tội cho người anh, và tình hình bắt đầu căng thẳng mỗi ngày một tăng dần giữa hai anh em. Và không lâu sau thì một hố sâu ngăn cách đã chia cách hai anh em. Họ không thèm nói chuyện với nhau một lời nào, và cuối cùng thì họ đã quyết định không làm chung với nhau nữa và xây một bức tường ngăn cách giữa hai cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo, lan đến cả hai gia đình. Và 20 năm sau, một hôm có một người đàn ông đậu xe ở trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi cái người bán hàng: anh đã ở đây bao lâu rồi? Người bán hàng đáp rằng là: tôi đã ở đây với cha mẹ từ nhỏ. Rồi vị khách đó nói tiếp: tôi phải nói với cái anh điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào cái thị trấn này. Lúc đó, tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Và khi tôi đến đây bằng cửa sau, thấy tờ giấy bạc ở trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi đi ra ngoài.
Những năm qua tôi không thể quên cái điều đó. Tôi biết đó không phải là một món tiền lớn, nhưng tôi rất áy náy và tôi phải quay lại đây để xin anh tha lỗi cho. Và ông khách này ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn ở trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Và ông chủ cửa hàng đề nghị, ông vui lòng sang cửa hàng bên cạnh và kể lại cái chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng ở bên đó được không? Và chúng ta biết là người khách hàng này càng ngạc nhiên khi thấy hai người chủ của hai cửa hàng ôm nhau khóc. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em đã được đập bỏ. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình đã chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi bị chia cắt thì họ khó có thể quay lại với nhau. Và phương cách tốt nhất để tránh những cái tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm cho nhau. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải quá khó khăn. Muốn bỏ qua dễ dàng thì các tín hữu cần thấm nhuần giới răn của Chúa Giêsu dạy trong bản tin mừng chúng ta vừa nghe đọc. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rằng nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nhắn nhủ tín hữu Côlôse: hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo trong gia đình của chúng ta. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng đứng lên và cầu nguyện với bài ca quen thuộc "Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời". Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, chị em thân mến. Thiên Chúa là Cha nhân ái đã muốn con của Người sống trong một gia đình dương thế để chia sẻ đời sống gia đình của chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Hội Thánh là gia đình của Người luôn sống trong sứ mạng là mẹ và thầy. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa ban lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi gia đình trên thế giới được sống hòa thuận và an vui. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa.
chư thánh tìm lại được hạnh phúc và bình an. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa ngâm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho mỗi người trẻ chúng ta biết mở lòng lắng nghe tiếng gọi của Chúa, can đảm từ bỏ những thú vui mau qua, sống một đời đơn sơ, khiêm nhường, bác ái, và làm những điều có thể mang lại lợi ích cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, xin đoái thương gia đình Cha đang sốt sắng cầu nguyện và giúp đỡ chúng con cảm nghiệm được Cha luôn ở gần kề bên cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mở lên cho chúng ta lạy Chúa. Chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhan
xin cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thánh là chính nhà. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phái đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì yêu thương, Cha đã tạo dựng con người và nâng họ lên địa vị cao quý, để tình yêu vợ chồng nên hình ảnh tình yêu của Cha. Cha lại không ngừng kêu gọi họ sống theo luật bác ái, để họ tham dự vào tình yêu bất tận của Cha. Trình bi tích hôn nhân diễn tả tình yêu đó, đồng thời cũng thanh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người hiệp với toàn thể thiên thần và các anh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là thân thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế nên chúng con hãy xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa, thánh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và Mao Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa Chúa sống lại cho giới tin Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và Mao Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nỗi thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, đi kiện toàn nỗi thánh trong đương mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục An Tôn chúng con, Đức Giám Mục Phó Đa Minh và toàn thể hàng giáo sinh.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ mạnh. Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh Gia Thất, để sau đời khổ hải được cùng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lấy